Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lại có một cái hộp mà từ Shopee. Chúng ta cùng mở hộp ra xem nó là cái gì nhé. Wow. Chúng ta có một sấp tiền các bạn ạ. Một sấp tiền. Và còn nhiều hơn thế. Số này các bạn, theo các bạn mình là bao nhiêu tiền? Tại sao hôm nay mình lại bày lên cái số tiền này cho các bạn thấy? Thì cái số tiền này mình cũng không được cầm lâu các bạn ạ. Rút vào lúc sáng hôm nay. Trưa hôm nay đi rút thì tối nó cũng đã rời xa mình luôn rồi. Mình cũng đã từng chia sẻ với mọi người ấy. Bây giờ mình cũng không còn có cái cảm xúc gì với tiền cả. Tiền nhiều hay ít bây giờ mình cũng không còn thấy hứng thú như ngày xưa nữa. Ngày trước ấy, khi mà cầm một số tiền lớn như này ấy, mình cảm thấy nó hào hứng lắm. Cảm thấy nó phấn khích các bạn ạ. Nhưng mà có người vì sao mà cũng đã từ mấy năm nay rồi mình không cảm xúc với tiền các bạn ạ. Dù có kiếm được nhiều hay là ít, ngày trước thì một vài chục triệu cũng không lâu đâu, cách đây chỉ tầm 5-6 năm thôi. Đấy, một vài chục triệu mình cầm trong tay ấy, mình cảm giác nó rất là lớn. Hình như là gần đây ấy, tiền nó đã mất giá đi nhiều rồi ấy. Nên là bây giờ cầm số tiền mười mấy triệu ấy, nó cảm giác nó bé, nó chỉ như là 5 triệu của ngày trước thôi ấy. Thì đây chính là số tiền mà mình đã chia sẻ với các bạn ấy. Đó chính là số tiền để mà trả nợ cái tiền giạp cưới các bạn. Thì mình cũng đã chia sẻ với mọi người rồi, cái tiền giạp cưới lẽ ra là có thể tiết kiệm thêm được 4 triệu nữa nếu như mà cắt bỏ cái phần sân khấu đi ấy. Vì mình thấy cái phần sân khấu và ánh sáng đấy, mình thấy cái đó, hai cái đó là rất là lãng phí. Cái phần ánh sáng rồi thêm một ít là khói trắng thứ, nó chẳng giải quyết vấn đề gì các bạn ạ. Thực sự là khách đến thì cũng không phải là đông ấy, và cái ánh sáng và khói đó nó chẳng đáng với 4 triệu các bạn. Thực sự là khi nếu như nhìn vào đám cưới của các bạn mà đông thanh niên, đông bạn bè, đông thanh niên thì mới cần những cái thứ đó thôi. Còn như đám cưới của mình ấy, thì thực sự cái đó là thừa thãi và lãng phí. 4 triệu là không phải là số tiền nhỏ các bạn ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể tiết kiệm được đấy, và cả ánh sáng và sân khấu thì có thể là chúng ta tiết kiệm được khoảng 5 triệu rưỡi rồi. Đó, thì lúc đó thì cái gánh nặng tổ chức đám cưới nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Như nhà mình thì cứ sợ là bị đánh giá hay là người ta cười nọ kia, thành ra là mẹ mình luôn luôn phải cố, cái gì cũng phải cố, rồi không có cái sự gọi là cân nhắc kỹ lưỡng đấy, thành ra là bây giờ những cái gánh nặng thì chắc chắn là lại đổ dồn lên đầu mình thôi các bạn ạ. Và khi mà mẹ mình muốn giấu vợ mình ấy, cái điều này ấy, thì mình cũng không thích điều đó. Bây giờ cứ im ấy, và trả nợ các thứ như thế, rồi đến lúc mình hết tiền ấy, thì vợ đâu có hiểu đúng không? Rồi từ đó thì hai đứa lại sinh ra là cãi nhau ấy, thì vợ mình cần phải biết điều đó các bạn ạ. Không có gì phải giấu cả. Rồi mẹ mình sợ người thiên hạ. Đấy, người thiên hạ người ta biết được rằng là bố mẹ không có lo được hết cho đám cưới của con. Rồi thì xấu hổ, sợ xấu hổ điều đó. Nhưng mà mình cho rằng cái điều đó chẳng có gì phải xấu hổ cả các bạn ạ. Chúng ta chỉ xấu hổ khi mà chúng ta phải đi vay tiền thôi ấy. Còn cái việc mà bố mẹ không còn khả năng để mà lo được hết cho con cái, thì con cái trưởng thành rồi thì tự lo vấn đề này cũng không có gì là xấu hổ cả các bạn ạ. Mình trước đây mình cũng đã xác định sẵn tinh thần là kể cả đám cưới của mình ấy, mình là người chi tiền ra hết, cũng phải xác định mà các bạn. Mình đã có thời gian mình xác định như thế mà. Bởi vì các bạn thấy đấy, thì bố mẹ mình hoàn toàn là bây giờ là gần như không có khả năng để mà lo được cho mình những cái món tiền lớn đó. Nói chung là cảm xúc của mình ấy, đầu tiên đó là tiêu cực, bởi vì là khi mà mình đưa ra những cái quan điểm mà muốn tiết kiệm chi phí, từ chi phí MC
đấy, TV MC rồi đánh đàn các thứ, nên mình cũng muốn cắt bớt đi ấy. Cắt bớt đi các bạn, rồi thì chi phí thuê rạp các thứ đó, những cái đó nếu nếu như mình biết là mình sẽ cắt đi rồi đấy, nhưng mà đấy, mẹ mình làm việc không có thông qua mình, và bây giờ thì những món nợ là do mình gánh hết rồi các bạn ạ. Đó, thành ra là mình cảm thấy mình là người chi tiền, mình là người chi tiền và mình là người chi rất nhiều tiền các bạn ạ. Tuy nhiên thì mình cảm thấy cái giá trị mình nhận lại ấy, nó không tương xứng, hoặc là mình không được quyền quyết định ấy, thành ra là mình gây ra sự ức chế của mình các bạn nhé. Và mình cũng đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều những cái vấn đề về tiết kiệm, và những cái mình đang chia sẻ lên đây ấy, về tổ chức đám cưới đấy, những cái chi phí đấy, thì cũng là nhằm mục đích là muốn mọi người sau này có tổ chức đám cưới thì cũng hãy cân nhắc loại bỏ những cái không cần thiết như vậy, để mà tiền đó để lo cho sau này hay hơn các bạn ạ. Chúng ta đầu tư rồi chúng ta lo cho công việc sau này, còn rất là nhiều thứ phải chi các bạn ạ, không có đáng là phải là cứ phải theo người ta, cái gì cũng phải theo người ta. Nhà mỗi 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 nhà có một hoàn cảnh các bạn ạ, mỗi nhà có một điều kiện đấy. Thế còn những nhà mà người ta không không có tiền, người ta phải đi vay mượn đấy, người ta không có tiền thì phải đi vay mượn, thì theo các bạn là có cần thiết phải cắt giảm hay không? Thà rằng cắt giảm đi ấy, đấy, cứ cho người ta cười đi sao đâu, nhưng mà mình nhẹ gánh nợ đấy, cho sau này ấy, thì nó đỡ hơn rất là nhiều đấy. Chứ còn cái gì cũng phải theo người thiên hạ các bạn ạ, nó chả có cái vấn đề gì cả. Rồi sau này khi mà chúng ta cày tiền, chúng ta phải lao động vất vả để mà kiếm số tiền để mà trả nợ ấy, nó còn khổ vô cùng. Để mà có được 15 triệu mình đang cầm trên tay ở đây, mình đã cũng phải cày cả tháng trời các bạn ạ. Cả tháng trời đi đến hàng hơn 2.000 cây số, lái xe đi làm, rồi thì mỗi ngày là ngồi đến tận 8 đến 10 tiếng ở công ty. Đấy các bạn, kiếm được tiền, số tiền này cả một tháng trời đâu có dễ gì các bạn. Rồi phải chịu cho người ta sai khiến cả một tháng trời, ức chế bao nhiêu ức chế dồn nén đấy, và mình cuối cùng mình phải nghỉ việc đấy các bạn. Đấy, ức chế từ công ty, ức chế từ gia đình không hiểu mình ở đây, và mình để cho mẹ mình nợ số tiền đó trong khoảng một tháng để mẹ mình hiểu được là đấy, mẹ bây giờ mẹ cái cảm giác mẹ nợ người ta là xấu hổ, hay là mẹ sợ người ta biết là con trai lên đây lên mạng kể cho mọi người là xấu hổ hơn. Mình cho rằng cái việc là nợ tiền người khác ấy là xấu hổ hơn các bạn ạ. Và mình chia sẻ đến đây thì cũng có giá trị gửi tới mọi người, để mà sau này các bạn có thể là có tổ chức cái đám cưới mà nó hợp lý hơn, nó tiết kiệm hơn, những cái chi phí nó không có đáng các bạn ạ. Bởi vì chắc chắn là những cái gánh nặng đó, những cái số tiền đó chi ra để sau này các bạn sẽ phải gánh hết, không thoát được các bạn ạ. Chúng ta hôm nay sẽ bàn với nhau về cái chủ đề đó là tiết kiệm thì có mua được ô tô hay không. Như các bạn thấy đây, ở bên cạnh mình là chiếc ô tô Vios, mình mua mua mới với giá là 550 triệu, cách đây là hơn 2 năm, 2 năm rưỡi các bạn ạ. Để mua được nó, mình đã phải tích góp suốt 3 năm, 3 năm trời ròng rã đi làm thêm giờ rất là nhiều. Và sau khi mua về thì mình cũng đã mất đến tận hơn 2 năm, vẫn chưa trả hết nợ các bạn ạ. Vay 150 triệu, chưa trả hết nợ. Thực ra số tiền mình kiếm trong hơn 2 năm vừa qua ấy, nó cũng không hề ít. Nó cũng rơi vào khoảng là hơn 300, 300 đến 400 triệu. Trừ đi chi phí nuôi xe, sinh hoạt của mình trong 2 năm thì nó rơi vào khoảng 80 triệu đi. Đấy. Thì mình còn để ra được khoảng 250 triệu, khoảng khoảng đấy. Tuy nhiên thì đến tại sao đến bây giờ mình vẫn vẫn chưa trả hết nợ các bạn ạ? Mình cũng chỉ trả được có một nửa thôi. Đấy, và những cái món nợ nó treo trên đầu mình, nó gây cho mình những cái áp lực rất là lớn mà người nhà không thể hiểu được. Đầu tiên đó là mình mất khoảng loanh quanh 100 triệu tiền thuốc men rồi viện phí trong cái sự việc là bố mình đi viện đấy. Thì cái đó là gánh nặng rất là lớn với mình, và nó khiến cho cái việc trả nợ 150 triệu của mình đến bây giờ vẫn chưa xong các bạn ạ. Nhiều người thì cứ cho rằng là
có 500 một tỷ để mà mua mua nhà, xây nhà hoặc là mua xe ấy, nó là cái gì đó kinh khủng lắm. Phải là kinh doanh thành công từ nọ kia đúng không? Nhưng mà thực tế thì như mình đây thì hoàn toàn là từ tiết kiệm mà ra các bạn ạ. Từ tiết kiệm mà ra lương 12 triệu mình hoàn toàn đã mua được xe đấy các bạn. Thì ở đây mình đã sống trong một khoảng thời gian cực kỳ là khép kín, khép mình và chi tiêu ở mức tối thiểu. Bây giờ mà cho mình quay lại cái quãng thời gian đó chắc mình cũng rất là sợ, nhưng mà thực sự là cũng cũng đâu, nhiều lúc chúng ta đâu có sự lựa chọn. Thay vì chúng ta cứ vay mượn đúng không, đi vay mượn rồi chúng ta lại phải tằn tiện để mà chúng ta trả nợ cho người ta và phải chịu cái tiền lãi, thì tại sao chúng ta lại không có tiết kiệm một cách chủ động, tiết kiệm một cách chủ động luôn, và để mà chúng ta vừa có được lãi suất từ cái việc là chúng ta gửi ngân hàng đấy, rồi lại có những cái số tiền mà có những cơ hội đầu tư nếu như mà nó ngon ăn, rồi thì chúng ta có tiền trong tay, trong ví, trong tài khoản ngân hàng thì chúng ta sẽ cảm giác nó vui vẻ, thoải mái, tự tin các bạn ạ. Bao giờ cái tâm trạng mà có tiền nó vẫn vui vẻ đi làm, vui vẻ cày cuốc hơn là cái tâm trạng mà đi làm chỉ để trả nợ. Thế thì mình đã chia sẻ là có những cái giai đoạn mình gặp khó khăn vô cùng đúng không? Vừa trả nợ tiền xe, vừa lo thuốc thang viện phí, đấy, mình hết sạch tiền các bạn ạ. Đó, và may mắn là thời điểm đó mình đã tiết kiệm ấy. Thế nếu như mà mình không tiết kiệm ấy, đồng nào mình xài đồng đấy, thì lúc đấy họ lại phải đi vay mượn ở đâu để mà trả cái số tiền đó đây đúng không? Và nhiều người khi mà biết được những câu chuyện mà mình ăn uống tiết kiệm như vậy thì họ còn cười, còn cười gọi là chế nhạo cơ, nghĩa là sống như này có phải là sống đâu. Đối với họ thì cuộc sống ấy phải là bận rộn, phải là có bạn có bè ấy, phải là đi những dự những cái buổi lễ sinh nhật, rồi đi chơi, đi nhậu, đi cà phê với nhau, đấy mới là cuộc sống. Còn với mình ấy thì cuộc sống của mình thích thu mình vào, mình thích nhìn vào bên trong cái nội tâm con người mình hơn. Mình quan sát chứ mình không có thích nói nhiều các bạn ạ, chủ yếu là mình im lặng và quan sát thôi. Chính nhờ điều đó mà mình có thể là suy nghĩ được, hiểu ra được nhiều những cái vấn đề, những cái câu chuyện trong cuộc sống, và tăng cho bản thân là có cái góc nhìn ấy, dần nó sâu sắc dần lên. Bản thân lớn lên thì gặp rất là nhiều những người mà người ta coi thường, người ta cười chê đấy, từ cái thân hình gầy gò mình đã kể rồi, rồi thì hoàn cảnh gia đình đấy cũng không được dư giả, khó khăn các bạn ạ. Thời sinh viên là thời ám ảnh nhất trong cái cuộc đời của mình, thời đi học cũng không có vui vẻ gì đấy. Thực sự là chỉ sau khi mình kiếm được tiền thì mình tiết kiệm tiền và mình hưởng thụ số tiền đó. Rồi khi mình hưởng thụ với chiếc xe này, có được chiếc xe này thì mình lại bị cho rằng là bị chính những người thân của trong gia đình cho rằng là chỉ biết lo cho bản thân chứ không biết không mang được cái gì về cho gia đình. Rất là buồn các bạn ạ, khi mà cố gắng phấn đấu để mà mua được chiếc xe của mình, không có ai hỗ trợ thì đó là một cái nỗi buồn rồi. Rồi khi mua được xe về nó lại xảy ra nhiều cái câu chuyện như thế. Các bạn biết rằng là bố mình đã nghe được cái câu mình nói là tại vì khi đó hôm đó ấy, bố mình uống rượu với một ông thì ở trên nhà mình ấy, thì mình nghe bố mình cứ bảo là nuôi được mình ăn học ấy, đến rồi thành công như ngày hôm nay ấy. Đấy, thì như thế là được rồi các thứ rồi, rồi thì nghĩa là say rượu thì cứ nói dạng như là đấy 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 mà nuôi được ăn học rồi đấy đúng không, kiểu dạng như thế. Thì khi đó mình nghe nghe như thế mình không không hài lòng, bởi vì là trong thâm tâm của mình ấy, suốt thời sinh viên mình rất là khổ các bạn ạ. Mình rất là khổ, mình đã sống qua được cái thời sinh viên, nó là một kỳ tích, mình rất là khổ.
Mình đã kể với các bạn rồi là có những cái tháng mà mẹ mình không gom được đâu tiền ấy, còn đi vay mượn thì đã đành, nhưng mà còn phải thu hoạch những cái nông sản mà khi mà nó còn chưa chưa đến ngày ấy, để mà cố gắng gom góp từng đồng đưa cho mình ấy. Mình có những lần mình thấy mẹ mình bán những cái bao tải mướp đấy, khoảng một hai chục cân mướp. Thì mình mới hỏi mẹ mình là bán được bao nhiêu, mẹ mình bảo được có mấy chục nghìn. Thì mình nghĩ là già thế này thì mà gom được vài trăm nghìn đến 1 triệu mà gửi đến cho mình hồi hồi đó thì nó vẫn, thì không hiểu mẹ mình gom kiểu gì chỉ có mấy xào ruộng. Nếu như hồi đấy mẹ mình mà chỉ cần đi làm thuê thôi thì mình cũng đã đỡ khổ rồi. Các bạn hình dung chỉ có bố mẹ mình nuôi mình ăn học, một mình học đại học thì đã ra sẽ không khổ các bạn ạ. Nếu như bố mẹ mình mà nuôi một mình ăn học, thực tế là như vậy, nuôi một mình học đại học cái thời điểm đó thôi ấy, thì nếu như mà hai vợ chồng đi làm thuê ấy, 1 tháng hơn chục triệu thì hoàn toàn là có thể gửi lên cho mình được 2-3 triệu bình thường, rất là đơn giản các bạn ạ. Nhưng ở đây thì bố mẹ mình thì không hợp tính nhau, và ông thì làm việc của ông còn bà thì làm việc của bà đấy. Xong là mẹ mình thì cứ làm ruộng, trong khi làm ruộng nó có để ra được đâu các bạn ơi, làm ruộng hoàn toàn không có sống nổi các bạn ạ. Đấy. Và hồi đó đấy, cũng chính là lý do mà mình khổ đến như thế đấy. Chứ còn mẹ mình mà đi làm thuê như bây giờ đấy, thời điểm đó mẹ mình mà đi làm thuê như bây giờ đi thì mình đã khác rồi, mình đã không phải quá khổ như vậy rồi. Và hồi đó mình cũng kém thật, mình không nhao đi ra ngoài mà đi làm thêm. Cái hồi mà mình bảo là cho mình xin đi làm thêm để bưng bê các thứ thì bố mình lại cứ cứ cấm, không không cho đi. Đó, cái năm thứ hai, năm thứ ba gì đấy, đi nhà hàng muốn mình muốn đi làm thuê để kiếm ít tiền, bố mình lại không cho đi cơ. Đó. Trong khi thì đến năm thứ thứ ba, thứ tư thì bố mình đã cắt rồi, bố mình không có gửi tiền lên rồi. Hồi đó mỗi lần về đấy, mà bố mình đưa tiền, nói chung là ít dần và dần dần là thôi, không không đưa nữa các bạn ạ. Cứ bắt mình là về là phải xin nọ kia mới đưa. Nhưng mà từ bé lớn hai bố con hợp nhau đâu. Đấy. Bây giờ bảo bắt mình phải phải về phải xin con xin bố thế thì mình không không làm được các bạn ạ. Đấy, và năm thứ ba, thứ tư, thứ năm đấy, mẹ mình lo cho mình nhưng mà không đủ, và mình cũng phải đi làm thêm dần dần. À, khi mà mình bắt đầu đi làm những cái công việc đầu tiên ở trên Hà Nội ấy, mình đi làm giao hàng này. Đầu tiên là mình đi làm phụ việc cho cái công ty, cho một chú ở cái công ty quảng cáo của Vietjet đấy các bạn, chuyên làm các cái mannequin canh rồi dạ treo biển báo đấy. Đi một ngày với chú ấy được 200.000 vào năm 2015 đó. Đấy, đó là những đồng tiền mình đầu tiên mình làm ra được. Thì mình nhớ lắm, kiếm được 200.000 đấy. Đấy, các bạn hình dung là hồi đó đang thiếu tiền mà cả tháng chỉ có không đến 1 triệu tiền ăn thôi, thì kiếm được 200.000 một ngày ấy, nó to chứ các bạn, đúng không? Đi làm một tuần đủ tiền ăn uống thoải mái rồi đó, mình nhớ lắm. Rồi sau đó thì mình đi làm, còn đi giao hàng, đi làm công ty bắt đầu đi làm công ty vào 2016 đó, thì cũng trải qua rất là nhiều sóng gió, mãi đến 2019 thì mới vào công ty này thì mới ổn định. Còn từ 2016 đến 2019 thì bấp bênh lắm, nhảy hết việc này việc nọ, đi làm chán nản, xung đột với người này người kia ấy. Và sau khi 5 năm làm ở đây, đây bây giờ mình còn lại cái gì các bạn? Cũng may mắn là mình nhờ vào tiết kiệm mình mua được cái ô tô này ấy. Đấy, nhưng mà bây giờ thì sao, đổi lại là cái gì các bạn? Đấy, bây giờ mình cũng còn đau vai gáy đây. Đấy, 2 ngày hôm nay nghỉ ở nhà rồi nhưng mà mình đau vai gáy các bạn ạ. Đó là di chứng của cái quãng thời gian mình làm việc quá nhiều và mệt mỏi các bạn ạ. Đấy, mới có 30 mấy tuổi thôi. Nếu như mà cứ cày cuốc đến như vậy suốt mấy năm nữa đến 40 tuổi thì liệu rằng có sinh bệnh hay không hả các bạn? Và nhờ vào cái việc tiết kiệm mình đã mua được chiếc xe này, và sau này mình sẽ dùng nó để làm cái cần kiếm cơm. À, là một cần kiếm cơm hỗ trợ rất là đắc lực. Nếu như không có nó thì bây giờ mình hai bàn tay trắng vẫn lóc cóc xe máy,
thì có khi còn chưa lấy được vợ thì có phải là chán đời không, đúng không? Nhưng mà nhờ vào tiết kiệm, chi tiêu một tháng chỉ 2-3 triệu thôi, mình đã để ra được mười mấy triệu một tháng, và mình đã mua được chiếc xe này. Đó là cái điều rất tuyệt vời. Nhưng mà cái quãng thời gian đó mình ở trọ trên Hà Nội mà, mình có ở nhà bố mẹ đâu, đúng không? Thế nhiều người thì người ta không có hiểu, người ta cứ nghe thấy mà tỏ vô lý, 12 triệu sao mà mua được ô tô. Người ta lại lúc nào cũng nói cái giọng điệu là ăn bám bố mẹ thì mới được như thế, rồi thì ở nhờ nhà bố mẹ làm được bao nhiêu là tích vào hết. Nhưng mà thực tế thì suốt 3 năm đó và trước đó nữa đi làm mình đều đi ở trọ, ở nhà đâu các bạn, ở nhà làm sao mà ở được. Thì thôi, cả họ không hiểu là việc của họ thôi, đúng không? Còn mình thì đấy, mình tiết kiệm và mình mua được xe, thế là mình vui rồi. Và mình cũng muốn là các bạn, bất kỳ ai đang theo dõi kênh của mình thì hãy lấy cái câu chuyện của mình ra để làm động lực để mà không muốn mua xe, muốn tiết kiệm tiền mua xe để thỏa mãn cái đam mê, cũng như là có được một cái công cụ để mà kiếm được tiền, cũng như là phục vụ gia đình. Thì hãy cố gắng tiết kiệm, cứ tiết kiệm đi, mặc kệ người đời cười chê, người ta có cười như nào, người ta có mất lòng như nào, thì là việc của họ thôi. Chứ còn cuộc sống của mình ấy, mình lo cho mình mà, chứ thực sự là chẳng có ai lo được cho mình đâu các bạn ạ. Chúng ta không khác biệt, chúng ta không có tạo ra được những cái giá trị khác biệt ấy, ta không làm khác mọi người thì chúng ta sẽ rất là khó để có thể thành công, để mà đạt được những cái đam mê, những cái đồ vật, xe cộ này, hoặc là xây được nhà cửa khi mà còn trẻ. Những cái đam mê của các bạn, nếu như các bạn không có được cái sự hỗ trợ của gia đình thì tốt nhất là nên tiết kiệm như mình các bạn nhé. Thôi, chia sẻ của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những cái tâm sự của mình, và tiền chưa được cầm nóng tay các bạn ạ, ấy lại phải mang đi trả nợ hết rồi. Thực sự là rất là tiếc các bạn ạ, rất là tiếc, nhưng mà đấy, cũng đâu có thể để cho mẹ mình phải trả số tiền đó đâu. Mẹ mình đâu đâu có khả năng mà trả được hết ngần này tiền đâu các bạn. Mẹ mình không không có khả năng các bạn ạ. Cho nên là mình sẽ phải luôn luôn là phải trả nợ thôi, bất kể một cái công việc gì trong gia đình mình luôn luôn phải trả thôi các bạn ạ. Chị mình nói rằng là có nhiều người người ta không hài lòng vì mình lắm, người ta nói đấy các thứ, nói đấy, phê bình chỉ trích mình rất là nhiều đấy. Nhưng mà rồi thì sao hả các bạn, người ta nói là việc của người ta đi, đúng không? Người ta có trả nợ hộ mình đâu đấy, người ta có trả nợ ngần này tiền hộ mình đâu, và mình vẫn là người phải cày cuốc phải trả nợ thôi đấy. Cho nên là ai nói gì thì là việc của người ta các bạn ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chia sẻ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.